Bọn mày đã theo tao đến đây thì tao sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tao sẽ để cho tụi mày trả thù tất cả những gì bọn mày đã từng cảm thấy khi bị con người ruồng bỏ săn đuổi. Loài người đã đối xử với chúng ta như thế nào, hãy đối xử với chúng lại như vậy. Ủa? Ủa? Đây là đâu vậy? Sao mình ở đây vậy? Ủa? Alo? Chị Hai? Chị Hai ơi! Chị Hai ơi! Alo? Alo? Chị Hai? Ủa? Ủa? Mày ồn quá! Câm miệng coi! Ủa chị? Sao mình lại ở đây vậy chị? Em không nhớ. Mình cũng không nhớ tại sao lại nằm trên nền phòng máy. Chị ơi! Em đói lại rồi chị! Nãy ăn nhiêu đó, không bỏ dính răng nữa. Dính mỏ nữa. Chị em mình đi ăn đi chị. Suốt ngày chị biết ăn. Đâu có. Đâu có chị biết ăn. Em còn biết ngủ nữa, còn biết tắm nè, còn biết... Im đi. Em không có im được chị ơi. Em im lại bị ngứa cổ, ngứa họng, ngứa thanh quản. Ủa chị. Bạn, bắt thằng sói lại cho chị. Hả? Thằng sói đâu? Mà sao bắt nó vậy chị? Nó không phải là thằng sói, nó là một đứa quỷ lai bị đổi não. Là sao chị? Đừng có nói nhiều, mau bắt nó lại cho tao. Ủa trời ơi, cái gì vậy trời? Sao toàn quỷ lai không vậy? Tôi tiếng hóa. Mày về phe con người sao? Mày quá trời bắt mà mày đuôi hả mày? Sao bọn quỷ lai có thể tràn vào tháp học viện và quân đội thế này? Rồi sao? Tụi mày muốn gì? Tính cho mày một cơ hội hối cải, nhưng mày đã không cần thì thôi. Bạn, mày đừng có làm hỏng chuyện đó. Mình và vợ chồng ông Trường biết được là đúng. Hades đã hành động rồi. Ôi trời ơi, chị ơi, nhiều quỷ lai quá. Người gì có thứ này được các xuất hiện. Đồ vô dụng. Anh đi trước đi. Không được, quỷ lai tràn vào đây rồi. Chúng ta phải đi cùng nhau. Mình đi chung đi. Đi với tao tới chỗ này nha. Có nhiều việc đang cần bọn mày lắm đó.